Xin chào tất cả các anh chị em đam mê câu cá, các bạn, các bác em đam mê câu cá. Hôm nay mình tổng hợp lại cho anh em những dòng cần dùng để câu lua, câu lăng xê cũng như câu đơn có độ dài ngắn từ 1,5 m đến 2,7 m. Đây mình chưa lêu hết một số dòng nhé, còn một số dòng đã cần 2 khúc nữa thì mình không lêu. Nói chung là những dòng mà gọi bình dân cho các bạn đam mê các bạn câu nhé. Giá của nó thì dao động từ 650 quay lại các bạn nhé, có nghĩa là không vượt qua 650 các bộ cần này. Có giá dao động từ 320.000 đến 640.000 để các bạn ở nhà bạn được câu, bạn về mua về có thể câu nua được này, câu lăng xê được hoặc là câu đơn tùy, mà đa phần là cần 2 khúc nha bạn nhé, cần 2 khúc cán gỗ hoặc là cán mút. Đi với máy cũng không to lắm, máy vừa phải thôi, 2.000. Máy 2.000 thì cũng không quá nhỏ mà cũng không không được gọi là tầm tầm to, gọi là máy tầm trung trung tí, anh em câu lua là hợp lý nếu mà tập chơi. Các bộ này để anh em tập chơi nhé, giá nó rất là bình dân, tha hồ cho anh em lựa chọn. Bộ thứ nhất đây các bạn nhìn này, nó là máy VC 2000. Loại này mặt đạn của nó rất nhiều vòng bi nha, rất rất nhiều bi nha, 7 bi trên một bearing. Trước đây mình hay hay nói quen mồm nói nhầm cho anh em à. À, anh em hay hỏi mấy bạc đạn, thực ra thì các máy đa phần ấy nó chỉ có một bạc đạn, máy nào cao hơn một chút nó có 2 bạc đạn, 3 bạc đạn, 4 bạc đạn, nhưng những máy đấy dòng dòng cao cấp lắm. Còn thông thường máy nó gồm một bạc đạn này, một bearing này là một bạc đạn, một bạc đạn thì gồm có 7 bi này. Đấy, tùy vào máy các bạn nhé, có máy thì nó chỉ có 3 bi, 4 bi, 5 bi, thậm chí mười mấy bi, tùy theo 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 dòng máy người ta thiết kế nhé. Ngoài thiết kế vòng bi nhiều thì đương nhiên nó sẽ trơn tru hơn rất nhiều. Máy này thì máy khối kim loại rồi, mình nói rồi. Đấy, cái này không phải nói nhiều bạn nhé. Thì ở đây là đi với cần Storm. Đây, cần 2,1 m Storm. Tải chì từ 100 đến 250 gram. Màu vàng bạn nhé. Dài 21 cán mút. Bộ này thì có giá là 550.000, bộ đầu tiên này có giá là 550 các bạn nhé. Bộ thứ hai là đi với cần Titanium. Cần Titan đấy, carbon xoắn nhé, 21. AXA 3 Titanium. Cán gỗ bần, thiết kế khá là đẹp, carbon vân xoắn này. Bộ này thì có giá là 640.000 các bạn nhé. Bộ này có giá là 640.000 nhé. Bộ thứ hai này. Bộ thứ ba thì một dòng khác, thiết kế cũng la lá giống như thằng Titan. Nhưng thằng này là cần Jaylen 21, cũng cán gỗ bần. Thằng này cũng là carbon, carbon xoắn này, thằng này làm xoắn nổ, xoắn xoắn nổi nhé các bạn nhé. Đấy. Hai mẫu này thực ra là la lá nha các bạn ạ. Thiết kế của nó thì một thằng là bát xoáy trên, một thằng thì bộ cần dây lần này cũng với máy VC 2000 các bạn nhé, cũng có giá là 640.000, đồng giá với bộ bên này, có nghĩa bộ Titan bộ dây lần là hai bộ bằng giá nhau, cần dài 21. Còn bên này là cần
Quan Tum. Còn này còn Quan Tum MH. Cần này dài 2 mét. Cần này cũng là carbon xoắn các bạn nhé. Đây thông số medium này. Tải cá từ 8 đến 17 lp đây. Đấy, xuất xứ tại Trung Quốc đây. SK SHK4 này. Cần này thì rất là nhẹ, rất là nhẹ. Đi máy VC là 580.000. Thích hợp anh em đánh lua này, rất là ok này nha. Đây bộ này. Thế còn bộ bên này là bộ Switchfire 702 MFS. Tải cá từ 6 đến 14 lp đây. Lai 6 14 lp đây. Bộ này thì giá 21. 21 đi máy VC 2000. Thì bộ này có giá là 600 này. Còn bên này là cần mình đã giới thiệu ở bữa trước rồi. Cần Shimano Spinling 1m8. Cán gỗ. Cần này thiết kế là cần lua rất là đẹp, nó mới đứng này. Nó thật ra mình thấy cần nó rất là đẹp, chắc chắn này, nhẹ và bình dân. Nếu anh em mua cá hay là câu đơn cái thứ đều ok nhé. Bộ này thì hôm nọ mình nói rồi, giá của nó là 500.000. Đi máy VC 2000. Mỗi thông số của cần này thì chênh nhau thêm 20.000 nữa. Bộ bên cạnh này là 520.000, 21. Bộ này 24 là 540.000. Còn 2,7 là 560.000. Các bạn thấy giá nó rất là mềm. Thực ra cực kỳ là thấp luôn. Còn bên này là bộ cần cá sấu 2 khúc 1,5 m. Thích hợp cho anh em câu bè các thứ này. Đấy, nhỏ gọn. Bộ này có giá là 320.000. Đi máy VC 2000. Các bạn thấy đấy. Mình rất ưng ý với dòng spinning này. Thiết kế nó rất là đẹp. Cảm giác nó khá là cứng cáp. Khá là cứng cáp các bạn nhé. Mở giá nó rất là mềm. Các bạn thấy giá mình đưa ra giá rất là mềm luôn. Vậy là đây các bộ cần đây này gì? Cao nhất là 640. 640. Thấp nhất là 320. Các bạn nhớ nhá. Bộ đầu tiên này 320 này. Tiếp theo thằng này là 560 này, 504 này, 502 này, 500 này, 600 này, 508 này, 604 này, 604 này và cuối cùng là 550. Đấy. Có nghĩa là chỉ cần bỏ ra khoảng từ hơn 300 cho đến hơn 600 là các bạn đã có một bộ cần để chúng ta câu tập câu. Đấy, câu lua hoặc câu lăng xê nha. Đấy. Hoặc là câu đơn, tùy các bạn. Các bạn thích câu kiểu gì cũng được mà. Vì nó là cần hai khúc mà. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình. Và đây là các mẫu mình còn lại đối với dòng hai khúc tầm ngắn ngắn nhá. Đấy, dài hơn thì mình vẫn còn Titan 2m7 hoặc là Bio 2m7, 2m4 nha. Đấy, còn vài dòng nữa nhưng mình không nêu đây, hoặc là cần cá sấu 2 khúc 24 27. Đây là của Hoàng Việt Hùng tỉnh Sơn La. Đây vẫn là của Hoàng Việt Hùng tỉnh Sơn La. Còn đây là của Đỗ Duy Xưa tỉnh Hòa Bình. Đây là hàng của Nguyễn Văn Tuyển, thành phố Hà Nội. Đây là hàng của Phạm Duy Ba, tỉnh Tuyên Quang. Đây là hàng của Nguyễn Tiến Dũng, tỉnh Đắk Lắk. Đây là của Nguyễn Văn Tuyển, thành phố Hà Nội. Còn đây là của Nguyễn Văn Vượng, tỉnh Hà Giang.
Đây là của vẫn là của Nguyễn Văn Vượng, tỉnh Hà Giang. Còn đây là của Mạc Văn Tiến, tỉnh Quảng Ninh. Còn đây là của Võ Văn Hoàng, thành phố Cần Thơ. Còn đây là của Lại Quốc Vương, thành phố Hải Phòng. Đây vẫn là của Lại Quốc Vương, thành phố Hải Phòng. Còn đây là của Võ Văn Hoàng, thành phố Cần Thơ. À, và thông báo với lại tất cả anh em nào hôm qua bác nào chuyển cho em 400 ngàn ngày mùng 3 tháng 8, bác nào chuyển cho em ngày hôm qua là ngày mùng 2 tháng 8, bác nào chuyển cho em 400 ngàn thì liên hệ với em để em xác minh đơn hàng để đóng hàng nhá. Em nhắc lại là ngày mùng 2 tháng 8 ngày hôm qua bác nào chuyển cho em 400 mà chưa báo cho em thì điện thoại cho em để em xác minh đơn hàng, gửi hàng đi cho bác ấy nhá.